Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Em Vặt Sài Gòn và Du Lịch. Hôm nay mình có đi qua đường, đây là đường ngay cổng chợ Bình Tiên á. Mình thấy chị Tâm bán ốc đây này. Nghe đồn là chị đi nghỉ bán ốc mà sang bên Mỹ bán nước ngoài á. Thấy chị vẫn bán này, mình vô mình hỏi thăm á, xem sao mà chị vẫn còn bán đây á. Chị bán là ngay địa chỉ là 234/28 đường Phạm Phú Thứ này, quận 6 này. Cái đường này là đường ra đường Phạm Phú Thứ á. Cũng là cái đường đi vô hàng heo quay của chị Mai luôn này cả nhà. Đây đường hàng heo quay chị Mai là vô trong một xíu á, có ngã ba là rẽ phải á. Thấy chị đang bán ốc rồi cả nhà, vô hỏi nhé. Chào chị. Chào ạ. Ô, em nghe tin đồn hôm bữa là chị kia nghỉ bán ốc đi sang nước ngoài bán hay sang Mỹ gì đấy mà. Em á hả? Ờ. Vài năm lần mới đi. Dạ? Vài năm lần mới đi. À, vài năm lần mới đi à? Thế em tưởng đi rồi chứ, thế mà kêu mấy người kêu đi rồi. Dạ? À, hết dịch mới rước đi được à? Dạ. Dạ. Đây là chị có bán ốc này. Đây là bán ốc bưu đây phải không chị? Dạ, vô mùa dịp Tết là có ốc bưu không mà không có ốc lát. À, như ốc này mình bán là bao nhiêu tiền một ký? Nửa ký 70 đồng. Nửa ký 70. Dạ. Dạ. Còn đây là ốc ốc gạo. Ốc gạo. Ăn thử không em, cho ăn thử không? Thôi ăn thử làm gì, mua luôn đi ăn thử. Cứ ấy đi, tí nữa đi chị. Ừ, cứ em nói chuyện chị một tí cho nó vui. Bữa nay chị bán được không? Năm nay ế lắm anh ơi. À ế. Cô em đi qua thấy mà gì bán ốc gì mà nằm ngủ ở trên ghế thì là biết rồi đó. Không phải buồn ngủ. Không ai mua nhưng làm xã giao. Không ai mua làm xã giao hả chị? Biết sao không? Tại vì hôm nọ ai bảo chị đồn làm gì chị đi qua nước ngoài thì người ta tưởng đi qua nước ngoài thật, người ta không đến mua ốc nữa đó. Có đâu. Ừ. Người ta tưởng mình nghỉ bán rồi á, nhiều khi khách hàng người ta xem trên mạng á. Có nhiều người đã hỏi em đó có đâu. Đây chị lấy cho mình con ốc này để ăn thử. Đi có vài năm nữa mới đi. À vài năm nữa mới đi hả chị? Giờ dịch rồi đâu có ai đứng đường đi. Mà ở bên đấy mình đi bên đó là sang đó là có ai bảo lánh qua? Chồng em. À chồng chị là bên nước ngoài luôn. Bán là ốc mà có chồng ở nước ngoài vẫn đi bán ốc á. À. Rồi, đời mẹ chuyển tới đời con rồi. À dạ, đời mẹ đến đời con rồi á. Mấy đời rồi. Dạ. Mà chị là chồng cứ ở bên nước ngoài, làm bên nước ngoài không ạ? Dạ. Không có về Việt Nam luôn hả chị? Dịch sao về mà. À, dịch không về được. Dịch ảnh về em cái em đi theo ảnh luôn. Thấy chị vui tính quá. Bữa nay chắc là ốc cũng ế nhỉ, mùa Tết này. Ai cũng ế hết, phải riêng một mình em. Ế đều hết. Bán ốc mà đi qua, lần nào đi qua quay chị Mai chặt heo mà cũng thấy là buồn ngủ mà, nằm ngủ. Nằm trên nó hết bắp điện thoại xong rồi cái nằm quẹo qua bên, gió mắt cũng hiu thổi. Dạ. Rồi chị, cái nước chấm của chị vừa ăn thưởng thức con ốc á, thấy cũng cay cay và ngon này. Chị là cũng một thời là rất chi là nổi tiếng ở trên mạng YouTube cả nhà, là ốc Tâm là gõ lên là thấy là rất chi là hot luôn ạ. Bỗng dưng tự nhiên cái tin đồn của chị là chị đi qua nước ngoài, nhiều người tưởng là chị nghỉ bán ốc luôn. Mình đi qua đây thường xuyên thấy cứ nằm ngủ không ạ. Xe ốc thì cứ để ngoài cả nhà. Dạ, đây là cái góc ngay đường chợ Bình Tiên này, đi vô này. Chị năm nay chắc cũng lớn tuổi chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Em hả? Gần 40 rồi anh. À, gần 40. Nhà mình chắc ở đây luôn hả chị? Không, em ở An Giang, Đài Bắc. Sao bữa trước thấy ai kêu mà chị mà bán ốc mà đại gia có mấy căn nhà trọ cho thuê ở Sài Gòn này mà? Có đâu, người ta nói. À, hóa ra là vậy à? Em nói cho anh à, nếu mà em có 9 căn nhà trọ em bán ốc làm gì? À. Có nắng có trường đúng không? Thì mưa dầm nắng chị. Đâu có tiền vẫn phải làm chứ chị. Người ta trúng số cả trăm tỷ người ta vẫn phải đi bốc vác, vẫn phải đi đó. Em biết. Đúng rồi, tại vì người ta yêu nghề của họ. Mà em làm cái nghề khác, em không bán nghề ốc nữa. À, cũng bán nghề ốc nữa, làm nghề khác. Thế mà người ta đăng trên mạng chị bán ốc là 9 căn nhà ở Bình Tiên. Đó là người ta nói hả chị? À, chị cũng coi cái clip đấy luôn hả? Thấy chị cũng vui. Có 9 căn nhà mà phải đi để xe ốc rồi bán. Đúng rồi, nếu em có 9 căn nhà, em không, người ta bán em lấy tiền rồi. À. Cần chi hỏi đây qua
Kệ đi, con gái mình cứ làm để cho nó đảm đang, làm bán ốc để phơi nắng với xương nó mới đúng là con gái Việt Nam chị ạ. Đây ốc này ốc heo gạo mình chắc ở nhà sáng là phải luộc trước phải không chị, xong mang ra đây bán. Hạt gì sau chín à? Dạ. Thế chị mở cửa ở đây là từ mấy giờ đến mấy giờ? 9 giờ. 9 giờ sáng. Giờ gần Tết mà nó đâu có bắt nữa. Dạ. Gần Tết là thả cổng rồi. Dạ. Mình bán đến mấy giờ mình nghỉ chị? Chung là bây giờ ấy lúc em không biết đường đang mòn. À, không biết đường luôn. Ê, đến vậy luôn hả? Thì tới 6 giờ mới về. Nó thấy chị cũng rất chi là vui tính cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn ai có đi qua chợ Bình Tiên hay đi đường vô mua heo quay này, Kim Mai này thì ghé mua 5-30 ủng hộ chị nhé. Nó xe ốc chị là ngay đây này, ngay cái đường này, đường vô hàng heo quay luôn đó. Chú Bái gửi xe luôn đó cả nhà. Có đơn kênh nào? Hả? Có đơn kênh nào? Kênh em ăn vặt Sài Gòn và du lịch. Có anh có qua quay ông Tây không? Ông Tây bán chú Duyên á. À ông Tây không chị? Ông Tây ạ. Dạ tay á, biết rồi em biết rồi. Dạ chị cũng biết, cũng coi em luôn à. Rồi em coi không phải chị. Dạ chị thấy người ta xa xứ rồi qua đất nước Việt Nam mình là cái chuyến Covid này nè. Dạ thấy Việt Nam mình làm nước có chạy không. Dạ không, nói chung Việt Nam mình tốt á. Dạ Việt Nam mình tốt á chứ bộ. Như bây giờ mình bán ốc này là mình cũng ở khu vực chợ Bình Tiên này luôn à chị á, nhà á? Ở nhà là xe ốc này mình đẩy ra đây đó. Đâu rồi, xe ốc ở đó. Chứ đâu có thể. Chị cũng còn trẻ mà biết ốc Phụng không? Biết chị Phụng bán ốc không? Biết. Đó, Phụng cũng lúc bán ốc bán gỏi tùm lum. Bây giờ lại bán ốc nữa. Chồng ai bán gì cũng được. Dạ. Dạ. Chắc mình cũng nhà mình cũng có được mấy cháu rồi nhỉ? Em được một đứa. À, đứa. Ba tuổi. Ở dưới quê á, mãi. Dạ. Thấy bán ốc này cũng cực quá. Đúng là trang trang trời nắng này. Ngày nào mà không cực á, cũng có tiền rồi. Những ngày trước lúc mình đông khách, mình ngày bán được nhiều không chị? Đi được khoảng... Nhưng lúc nhiều thì bán được khoảng 2 tạ không? Không, có đâu, làm sao nổi. Lúc mà bán nhiều lên bán có chừng thứ 7 chủ nhật có lần bán 100 ký thôi. Dạ. Một ngày thường 70 ký làm có nổi đâu. À. Chứ mà nói ngày bán 300-400 ký là em không tin rồi. Dạ. Mà mình bán ốc lại bên kia này, có ngay quán ốc bên kia nữa ở đây. Nó quán của chị Trang, chị Trang nó quán lâu đời rồi. Dạ. Sao mình không mang cái xe này mình đẩy di động đi khắp chợ, mình ai mua dụ người ta mua thì 50, 30, 20 mua cho nó khỏe nhanh hơn không? Mình không, di động đấy. Không, hồi đó em cũng đẩy đi nhiều lắm. Đẩy ra Bình Tiên, đẩy ra chợ lớn. Dạ. Thì, Kim Biên. Em tập lâm hết trơn á. Em thấy cái xe của chị này đó. Nhìn xe ốc này mình cứ đẩy đi vòng vòng đây đầy người, nhiều khi người ta cần mua á, đến lúc đúng lúc người ta thích ăn người ta mua luôn, đỡ phải đi chạy ra á, tiện á. Bỏ nửa gỗ cho. À. Là bán không hết là bỏ. Cũng như em mới ra bán hồi nãy giờ đâu có ai mà đẩy xe ốc dạo như em đâu. Dạ. Ốc mình em lại xe đó. Em thấy là người ta đẩy xe đầy như bánh mì rồi mấy cái xe đồ nướng á, người ta đẩy đi dòng dòng trọng khắp đầy luôn đấy. Chứ thằng giờ có em được bên nào đó. Em ngồi tại chỗ. À. Được bên nào. Dạ. Nhận cái đơn á được khi cái đơn hàng được 90 món. Dạ. Đỡ mình đi xa hơn. Dạ. Chị bán cái nghề này được bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm rồi anh, đời mẹ đó, đời con tới giờ đó. À. Từ đời mẹ đến nào, bán ở đây luôn hay bán ở... Không, ở dưới quê á. Dạ. Dưới quê là mẹ em bán rồi, giờ em lên đây bán được 3 năm rồi. À, bán ở đó, Sài Gòn, chợ Bình Tiên 3 năm. Nữa. Dạ. Thế tính ra cuộc sống mình cũng bươn chải từ nhỏ rất nhiều đấy nhỉ? Được, đi bán ốc đường phố các thứ. Thế mà mấy ông thần dám là kêu là chị đi sang nước ngoài bán làm khán giả người ta nghĩ là mình nghỉ bán rồi mất hết khách. Không, mà nếu mà em nghỉ bán thì chị vẫn bán ở đây. À. Em nghỉ bán. À. Em nghỉ bán em giờ chỗ chị em bán. Thì chị em muốn bán
Thì rồi. Em để lại cái áp nào á thì em bán. Dạ. Yeah. Là chị gái luôn hả chị? Hả? Là chị gái của chị luôn. Là nhà năm chị em gái luôn ạ. Dạ. Có trai. Dạ. Yeah. Tại vì mấy lần em cứ đi qua đây á thì em thấy chị vẫn còn xây ốc, thì hôm nay em vô quay á để giới thiệu lại khán giả biết đấy. Mình vẫn còn ốc, thấy ốc của chị cũng ngon và cũng có tiếng ở trên mạng xã hội á. Dạ, cho mai ăn ủng hộ. Dạ. Đây mình con ốc của chị này. Làm rất sạch này. Nó thò cái đầu ra. Dạ. Em có biết mà ốc này làm cực lắm, thấy đi quay phụng ốc cũng vậy. Nó làm cái nghề ốc này mệt lắm. Về phải rửa sạch này, từng con ốc ra xong rồi luộc lên. Thấy cái xe ốc của chị nhỏ nhỏ này. Xe ốc này có biển số không chị? À, xe ốc không biển số. À, dạ. Dạ. À, đây hú nước chấm này. Chị quấy đều lên xem nhìn hấp dẫn không chị? Nước mắm này là ăn chay mặn gì được chị? Dạ, ăn chay mặn được hết á. Em nấu bằng muối. Dạ. Lâu rồi có ai đến quay chị bán ốc không? À, ế thật luôn à? Thấy chị nói ế cũng buồn nhỉ? Bữa trước thấy đông khách lắm. À, hình như ngoài đường kia em thấy cũng có ốc bán tùm lum, ở đây khu này bán nhiều. Ế lắm anh ơi, gà nhiều gà chết. Dạ. Sao mình không bán theo kiểu như mấy người kia đến mùa gỏi, bán gỏi đến mùa ốc thì mình bán ốc á, bán dù bán thêm gỏi cuốn hay gì á. Là cái linh tinh cho không biết ngày nào chuẩn một ngày, hồi đó em là đúng ngày chứ ngày nào cũng có hết cho mình. Ờ. Cái ngày ốc là có ngày là bữa mẹ hồi nào cũng giờ. Dạ. Đó em là ngày bán con ngót cũng có. Dạ. Ngày bán bánh cũng có. Dạ. Đủ thứ hết trơn. Dạ. Giờ là dậm chân tại chỗ bán con ốc thôi. Thật dạ. Lắm anh ơi, nói chung là biết càng biết nhiều là càng được. À, biết cho bản thân mình. Biết nhiều khổ nhiều hả chị? Ờ. Một cái món đồ đó, là anh ra mua sắm thêm một món đồ đó nữa. Dạ. Thôi cố gắng mà hết dịch rồi mình đi theo chồng về nước ngoài cũng được. Đi về. Nói chung là ảnh về là nếu mà ảnh về là làm giấy tờ rồi ok đi liền. Chồng đâu vợ đó. Chồng chị là Việt Kiều hay đi làm bên đó? À, người Việt Nam. Buổi sáng này em đi thấy con đường chợ này đông kín luôn người luôn á, không có đường vô luôn á. Đông nhưng mà người ta đâu có ăn đâu. Dạ. Nói chung là năm nay đã giảm kinh tế luôn lắm anh. Dạ. Ai cũng chỉ cho phải kiếm mình. Dạ. Giảm kinh tế nhiều lắm. Dạ. Tại năm nay dịch bệnh á, nên cũng khó khăn. Ai cũng nghĩ cho. Dạ. Như ốc này là mình lấy là ở chợ Bình Điền hả chị? Có mối sáng chở gì nhỉ? À, sáng là mối chở đến cho chị luôn á. Những con ốc này khá hấp dẫn. Với cả biết sao cái trời mưa mưa người ta ăn ốc á sẽ rất thích đúng không? Đúng. Bán ốc là sẽ nóng, chạy vào trời mưa. Nóng. Dạ. Còn trời như trời đang lộc chiều này, dạ. Ít người ăn. Dạ? Em tưởng là anh có quay ông đây. À không chị. Đó mà giờ ông thấy thương nha anh ha. Vâng. Dạ. Đó, cả nhà thấy chị Tâm thấy bán ốc thấy cũng khó khăn, nhìn cũng rất chi mặt cũng có phúc hậu cả nhà. Đó, ai có ở gần hay đi qua đây thì mình cứ ghé đến chợ Bình Tiên này, đường vô chợ Bình Tiên này. Đó, thấy là xe ốc của chị nằm ngay bên tay phải luôn á. Đến đủ chị hộ chị 5-30 ngàn cho nó vui cả nhà.
Sau đây mình cũng xin kết thúc video để quay chị Tông bán ốc này, giới thiệu lại đến khán giả biết là chị chưa có đi nước ngoài. Chứ nhiều người kêu chị đi nước ngoài làm mất hết khát khách. Bây giờ chị bán ốc là muốn buồn ngủ luôn rồi. Vì cái tin đồn. Dũng nó nói chứ, đừng có nói nữa. À, Dũng nói à? Dũng là kênh nào ta? Sài Gòn Nữ Yêu. À, Sài Gòn Nữ Yêu. Đặc điều nó kia nói, em nói rồi. Toang cả xe ốc của chị, bây giờ chị buồn ngủ về vì bán ốc. Chị có buồn gì tin vì cái tin đồn đấy không? Không. À, không à. Đấy, mình làm cho lâu lâu có mình làm cái tin sốc thôi cho người ta nghe vậy mà. À, sốc. Chị cũng biết sốc. Lâu lâu làm tin sốc thôi cho người ta nghe. Dạ. Yeah. Sau đây mình xin kết thúc video nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều á. Luôn theo dõi ủng hộ những video mới của mình nhé. Chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, thành công hơn trong công việc.